Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2015. Chương trình có những nội dung chính sau. Mặt trận Tổ quốc xã Mỹ Thuận điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bình Minh đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị. Tin trong nước, tuyên dương người thợ trẻ giỏi toàn quốc. Trung ương đoàn tổ chức Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2015 tại Hậu Giang. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đoàn kết, phát huy dân chủ trong các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Mỹ Thuận cũng là tập thể có nhiều thành tích nổi bật, góp phần cùng địa phương hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới trong năm 2014, được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh biểu dương khen thưởng đơn vị xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương của Bác. Đây là tuyến đường liên ấp Mỹ Trung A, Mỹ Trung B dài hơn 5.000 mét đang được thi công. Nhờ phát huy dân chủ và đặc biệt là sự gương mẫu của cán bộ đảng viên, tất cả 175 hộ dân nơi đây đều tự nguyện hiến hơn 5,2 hecta đất cùng vật kiến trúc hoa màu để xây dựng tuyến đường. Đây mình làm con lộ thì chính quyền cũng có tới tuyên truyền cho mình. Thì mình thấy cái điều phải thì mình nên ủng hộ theo bà con sao mình vậy. Cái thứ nhất thì có đường xá đi lưu thông, mình đi tới lui rồi lúa thóc bà con chở cũng thông thương vậy đó. Giá cả cho nó đỡ bà con. Thì mình về sao nhưng mà mình cũng hiến như bà con thôi. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Từng cán bộ mặt trận xã ấp đều nỗ lực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, người dân trong xã tích cực phát huy tinh thần đoàn kết tương trợ bằng nhiều hình thức như đóng góp quỹ vì người nghèo, góp vốn xoay vòng hay cho mượn cây con giống để các hộ nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững. Gia đình cũng gặp nhiều khó khăn, rồi cũng làm thuê làm mướn, rồi kinh tế thì nó eo hẹp không đủ. Sau cũng nhờ được bên đoàn và chính quyền địa phương giúp đỡ tôi có được cái ngôi nhà với hỗ trợ tôi được cặp bò giống. Từ cái nguồn bò giống này tôi nuôi bây giờ nó đã sinh sản con. Trong mùa tới thì tôi cũng gắng duy trì để cho cặp bò này nó phát triển thêm với tạo thêm nguồn kinh tế cho con cái rồi để ăn học. Nhờ phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng của các tầng lớp nhân dân, trong năm 2014, toàn xã có gần 680 hộ dân hiến đất vật kiến trúc làm đường giao thông thủy lợi với hơn 12,5 hecta với tổng giá trị trên 15 tỷ đồng, vận động xây dựng 37 căn nhà đại đoàn kết với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong xã còn 3,54%. Để thực hiện cái chỉ thị 03 trong cái thời gian qua thì đối với đơn vị thì tập trung tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với cán bộ và đảng viên, người đứng đầu cơ quan phải tiên phong gương mẫu đi đồng trong thực hiện, gắn với việc thực hiện chuyên môn trong công tác phê duyệt, tự phê bình những cái hạn chế thiếu sót. Và đối với bản thân thì mình phải tự nhìn nhận, đưa ra để mình soi gọi, tự điều chỉnh các chi hội, các ban ngành đoàn thể của ấp thì nhân rộng các mô hình thực hiện tốt cái tinh thần tương thân, tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Học tập theo tấm gương đạo đức của Bác không phải là những điều gì lớn lao, mà từ những công việc gắn liền với cuộc sống, với lợi ích của nhân dân. Mỗi cán bộ đảng viên phải không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm, tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng, nói đi đôi với làm, có mối quan hệ mật thiết với dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Có như thế, sẽ tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động trong từng tập thể cá nhân, góp phần thực hiện thắng lợi các phong trào cách mạng ở địa phương. Đây cũng là bài học kinh nghiệm quý mà Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Mỹ Thuận vận động tốt trong thời gian qua. Theo Trung tâm Giới thiệu Việc làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội Vĩnh Long, từ đầu năm đến nay, số lượng người đến đăng ký tham gia xuất khẩu lao động tại trung tâm đạt thấp, giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước. Theo kế hoạch, năm 2015, Vĩnh Long đưa 500 lao động sang làm việc tại nước ngoài. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh chỉ có 60 lao động đến đăng ký tham gia xuất khẩu tại trung tâm, giảm 99 lao động so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, số người đăng ký sang Nhật Bản nhiều nhất với 54 lao động, số còn lại đăng ký làm việc tại Hàn Quốc, Đài Loan. Hiện có 57 lao động trúng tuyển và đã xuất cảnh. Nguyên nhân giảm lượng người đăng ký xuất khẩu lao động là do một số đối tượng khi sang nước bạn làm việc đã không tuân thủ đúng nguyên tắc, vi phạm hợp đồng dẫn đến đối tác mất niềm tin. Từ đó, việc nhận lao động Việt Nam trở nên gắt gao hơn.
Bên cạnh đó, một số trường hợp do có người thân đi làm trước, giới thiệu trực tiếp cho các doanh nghiệp xuất khẩu lao động. Từ đó số lao động đăng ký xuất khẩu thông qua trung tâm giảm mạnh. Sáng nay, đoàn Phật tử từ thiện ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã đến thăm tặng 71 phần quà cho nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, hộ nghèo tại các xã Tân Mỹ, Thuận Thới, Hữu Thành, Trà Côn, huyện Trà Ôn. Mỗi phần quà trị giá 400.000 đồng, gồm 100.000 đồng tiền mặt và một số nhu yếu phẩm thiết yếu. Cùng ngày, đoàn Phật tử từ thiện quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ đã trao 310 phần quà cho 260 học sinh nghèo và 50 hộ nghèo xã Trà Côn. Tổng trị giá phát quà đợt này trên 152 triệu đồng, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Tin từ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long cho biết, nhờ có thị trường tiêu thụ ổn định nên trong 5 tháng đầu năm nay, giá trị sản xuất của các doanh nghiệp đang hoạt động tại các khu tuyến công nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt mức tăng trưởng cao. 5 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất của các doanh nghiệp trên được gần 3.802,5 tỷ đồng, tăng trên 20% so với cùng kỳ năm trước và đạt gần 40% kế hoạch. Các sản phẩm có giá trị sản xuất tăng cao là thực phẩm chế biến, hàng thủ công mỹ nghệ, xuất khẩu tăng gần 20%, quần áo may sẵn tăng trên 10%, thực phẩm chế biến tăng gần 15%, sản phẩm thể thao các loại tăng gần 10%. Các doanh nghiệp đã đạt tổng doanh thu gần 4.909,5 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài việc tạo việc làm và thu nhập ổn định cho trên 20.200 lao động, trong 5 tháng đầu năm, các doanh nghiệp tại các khu tuyến công nghiệp còn đóng góp trên 60 triệu đô la Mỹ vào tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh và đóng góp trên 82 tỷ đồng vào ngân sách địa phương. Hơn 2 năm qua, từ khi được công nhận là thị xã, cơ sở hạ tầng đô thị Bình Minh ngày càng được tập trung đầu tư khang trang hơn, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, góp phần tạo diện mạo mới cho thị xã. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và chỉnh trang đô thị ở Bình Minh 2 năm qua trên 300 tỷ đồng với các công việc như nâng cấp, mở rộng, xây mới các tuyến đường giao thông trong nội ô, trồng cây xanh trên tuyến đường, hình thành các khu dân cư mới. Bên cạnh đó, Bình Minh còn tập trung chỉ đạo các ngành, các địa phương tích cực tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp và an toàn. Thị xã Bình Minh đang đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp theo hướng chất lượng bền vững, nhằm tạo ra động lực mới cho thu hút đầu tư phát triển. Trong đó tập trung khai thác tốt tiềm năng lợi thế, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế và từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật để đạt tiêu chí đô thị loại 3 vào năm 2020. Nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường, mang lại hiệu quả kinh tế cho nông dân, hiện nay ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long khuyến khích nông dân nhân rộng và sử dụng nấm xanh phòng trừ dịch hại trên cây trồng. Đây là một trong những chương trình nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh giai đoạn 2014-2020. Riêng trên lĩnh vực sản xuất rau màu, hiện nay, ngành nông nghiệp tỉnh đã thực hiện thành công hai mô hình ứng dụng chế phẩm nấm xanh trên rau ăn lá tại xã Phước Hậu, huyện Long Hồ và cả xã Lách Xoan ở xã Thuận An, thị xã Bình Minh với diện tích mỗi mô hình là 0,5 hectare. Kết quả so với ngoài mô hình, nông dân đã giảm từ 1 đến 2 lần phun thuốc bảo vệ thực vật, lợi nhuận cao hơn 1,4 triệu đồng trên một lứa đối với cải xà lách xoan và 0,68 triệu đồng trên 1 hectare đối với rau ăn lá. Theo ngành nông nghiệp, nấm xanh là chế phẩm trừ sâu sinh học được Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long nghiên cứu và chuyển giao công nghệ cho nông dân. Sử dụng nấm xanh không gây ảnh hưởng tới hệ sinh thái mà còn góp phần giúp nông dân tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận trong sản xuất. Tối 23 tháng 5 tại tỉnh Bình Dương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức liên hoan người thợ trẻ giỏi toàn quốc lần thứ 6. Tại buổi liên hoan, Trung ương Đoàn đã tặng bằng khen và tuyên dương 55 đại biểu xuất sắc là học sinh các trường nghề trung cấp có thành tích học tập tốt hoặc những lao động trẻ trực tiếp tham gia sản xuất có sáng kiến, cải tiến giúp nâng cao năng suất và hiệu quả công việc. Phát biểu tại liên hoan, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trương Hòa Bình đã ghi nhận thành tích trong lao động sản xuất của các gương thợ giỏi. Đồng thời nhấn mạnh, những người thợ trẻ giỏi được tuyên dương lần này cần tiếp tục nỗ lực lao động sáng tạo, thi đua luyện tay nghề, giữ danh hiệu thợ giỏi, truyền nghề nhân rộng trong cộng đồng xã hội và gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong công việc, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đơn vị doanh nghiệp, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, sáng nay tại công viên Xà No, thành phố Vị Thanh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp với tỉnh Đoàn Hậu Giang tổ chức Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2015.
Năm 2008, Ban Bí thư Trung ương Đoàn phát động và triển khai trong đoàn viên và thanh thiếu nhi cả nước cuộc vận động thanh niên giới văn hóa giao thông nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về thái độ và hành vi tham gia giao thông của thanh thiếu nhi. Tiếp đó, năm 2012, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã trình và được Chính phủ phê duyệt đề án Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2012-2017. Đề án được các cấp bộ đoàn triển khai với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, hình thành nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông trong đoàn viên thanh niên. Trong khuôn khổ Ngày hội Thanh niên giới văn hóa giao thông năm 2015 tại Hậu Giang, đã có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, thu hút đông đảo thanh thiếu niên trong tỉnh tham gia, như diễu hành tuyên truyền về luật giao thông đường bộ, tập huấn kỹ năng lái xe khoa học, an toàn, tổ chức thi sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1 cho học sinh đủ tuổi, sức khỏe, ra mắt mô hình cổng trường an toàn, bến đò ngang an toàn, tọa đàm diễn đàn rượu bia và tai nạn giao thông, thanh niên giới văn hóa giao thông. Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, các thí sinh dự kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2015 sẽ được đổi môn và chỉnh sửa thông tin đến hết ngày 27 tháng 5, thay vì 20 tháng 5 như trước đây. Mặc dù đến thời điểm này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khóa phần mềm, nhưng vì quyền lợi của thí sinh nên Bộ sẽ tạo điều kiện để các em có thêm thời gian chỉnh sửa thông tin về ưu tiên môn thi. Đây cũng là năm kỳ thi có nhiều điểm đổi mới nên cũng có nhiều thí sinh còn chưa nắm chắc những quy định trong đăng ký dự thi, nhất là thí sinh tự do. Vì thế, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đồng ý và thống nhất cho thí sinh chỉnh sửa, thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký dự thi, kể cả thay đổi môn thi. Việc Bộ Giáo dục cho thêm thời gian để thí sinh chỉnh sửa sai sót sẽ tạo điều kiện để các em yên tâm ôn tập. Thí sinh có thể thay đổi tại nơi nộp hồ sơ dự thi hoặc liên hệ cụm thi trong thời gian từ nay đến hết ngày 27 tháng 5. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.